Anh chỉ muốn cởi mở hơn đừng
sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì bên này nhau. Nhìn giây phút em quay lưng đi, ở giữa muôn
Oh,
Thank you.
Thank you.
chắc không bao giờ anh biết. Thôi anh muốn làm gì?